Vào kia về 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, nhiều cư dân sống tại tòa nhà 3 A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội gặp sự cố khi đang đi thang máy 2. Khi đó, kia về 7 đến 8 người đang đi thang máy từ tầng 1 lên tầng cao được kia về 1 mét thì thang bất ngờ dừng hoạt động, tất cả bận bịu kẹt bên trong. Thang máy xảy ra sự việc. Sự việc diễn ra nhanh khiến nhiều cư dân vô cùng kinh và hốt. Mọi người sau đó bấm chung báo hiệu cho lực lượng bảo vệ của tòa nhà. Ngay lập tức bảo vệ tòa nhà cậy cửa, đồng thời bắt ghế để giải cứu toàn cục người bận bịu kẹt ra ngoài. Theo một bảo vệ trực tiếp giải cứu, sự việc xảy ra trong kia về thời gian 5 phút. Rất may không ai bị thương. Ghi nhận của phóng viên, sau khi sự cố xảy ra, thang máy trên đã được tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng bảo trì theo quy định.